cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương từng dính án hình sự. Trong 15 bị can bị truy tố trong vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oi, cơ quan tiến hành tố tụng xác định cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải và bị can Nguyễn Lộc An, cựu Phó Vụ trưởng Thị trường trong nước, từng dính tiền án. Cụ thể, phần lý lịch tư pháp đều trong cáo trạng thể hiện. Năm 1988, bị can Đỗ Thắng Hải bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 3 năm tù cho hưởng treo. Thời gian thử thách 4 năm về tội đầu cơ theo điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1985 hiện đã được xóa án tích, còn Nguyễn Lộc An năm 2002 đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt 3 năm tù cho hưởng án treo về tội trốn thuế. Bản án phúc thẩm sau đó giữ nguyên hình phạt này, án tích của An cũng đã được xóa. Trở lại với vụ án của Công ty Xuyên Việt Oi, ở vụ án này, bị can Đỗ Thắng Hải được hối lộ 50.000 USD tương đương 1,1 tỷ đồng. Theo cơ quan truy tố, sau khi lo lót cho các quan chức tại Bộ Công Thương để trở thành thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, bà Mai Thị Hồng Hạnh đã vi phạm quy định về trích lập, quản lý và sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu gây thất thoát 219 tỷ đồng. Ngoài ra, bà chủ Xuyên Việt Oi còn vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tiền thuế bảo vệ môi trường gây thất thoát 1.244 tỷ đồng. Như vậy, toàn vụ án, cơ quan tố tụng cáo buộc bà Hạnh cùng đồng phạm gây thiệt hại tổng số tiền hơn 1.453 tỷ đồng.